thì hôm nay mình sẽ tiến hành bay thử một con drone FPV giá khoảng 5 triệu đồng nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, size khá là to nha. Thì con này nó có tên là River vậy các bạn, size 5 inch, bay khá là nhanh, khá là nguy hiểm nha các bạn. Thì con này nó không thích hợp với những người mới bắt đầu nha. Thì khi các bạn mua một con quad racing bất kỳ á mà size to nha, thì nó sẽ không kèm pin, không kèm camera và không kèm RX nha các bạn. Thì những con size nhỏ Miro á thì nó mới tặng kèm pin này kia cái kiểu thôi. Những con size lớn thì không có kèm gì cả. Nó các bạn thấy không? Khi mà bay những con size lớn á thì nó rất là tốn kém các bạn. Con máy bay không thì đã khoảng 5 triệu đồng rồi. Nếu mà thêm pin rồi thêm RX, thêm tiết này kia các kiểu các bạn, rất là tốn kém luôn. Đó thì đam mê mà các bạn, cho nên là mình cũng không biết nói sao. Thì ở video này mình sẽ tiến hành bay thử con này cho các bạn xem chơi, cũng như là quay chi tiết cấu hình và sau đó sẽ bay FPV xem như thế nào nha các bạn. Đừng quên like và đăng ký kênh của mình nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành bay test sơ sơ cho các bạn xem chơi nha. Rồi sau đó mới bay FPV nha các bạn. Đó, ghi pin vô nè. Đó, tiếng động cơ nghe rất là phê nha. Đó, ok. Thì bây giờ mình sẽ đứng ra xa một chút xíu nha. Đó, khởi động nè. Lên. Wow, nhìn rất là đầm nha các bạn. Cũng khá là nhạy và khá là mạnh nha. Để mình thử nhào lộn vài phát xem như thế nào nha các bạn. Quên, đang bay chế độ anh rồi cho nên không có lộn được các bạn. Đó, vô chế độ hô rái xanh nè, mới lộn được nha. Đó, ngon lành nha. Đó, lộn nhìn rất là đã các bạn ơi. Wow, wow, khá là bạo lực nha các bạn. Quả thấy không, rất là bạo lực đúng không nào. Đó, mấy con 5 inch như thế này thì mình khuyên các bạn là không nên bay ở chỗ đông người nha các bạn. Nó chỉ thích hợp bay ở chỗ đồng trống như thế này thôi. Như thế nó rất là nó sẽ an toàn hơn nha các bạn. Tại vì mấy con 5 inch này mà các bạn bay ở gần người lỡ chúng người ta rất là nguy hiểm nha. Quá là lanh nè các bạn ơi. Đó, vô cùng bạo lực nha các bạn. Mấy con 5 inch thì nó bay nhanh khỏi bàn rồi. Wow, nhìn khá là đã các bạn ơi. Chút xíu không biết bay FPV sẽ như thế nào nha, chứ bay bình thường mình thấy rất là phê rồi đó. Wow, nhìn rất là phê các bạn ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành bay FPV xem như thế nào nha. Wow, ngon lành nha các bạn. Thì đây chính là con máy bay 5 inch của chúng ta nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nhìn nó cũng khá là to nha các bạn. Cầm trên tay thì cũng hơi nặng nữa các bạn. Đó, thì con này nó có tên là River nha các bạn. Size 5 inch, bay khá là nhanh, khá là nguy hiểm luôn nha các bạn. Thì về cấu hình của con này thì mình sẽ để bên góc trái bên này nè. Các bạn có thể đọc và tham khảo nha. Thì bây giờ mình chỉ nói sơ cho các bạn xem thôi. Thì con này nó sử dụng động cơ không chổi than là 2206-2004kV nha các bạn. Đến từ hãng DIS luôn. ESC thì là 41-30A, mạch thì F4 của hãng DIS luôn. Khá là ngon. Còn cam FPV là trên cam nè. Đó, thì cam FPV này xem nó khá là rõ các bạn. Cũng như là VTX của TBS các bạn. VTX TBS 800mW cộng anten AX2 luôn. Khá là ngon nha các bạn.
Thì khi các bạn mua con watch bất kỳ á, dù cũ hay mới á, thì nó sẽ không có camera quay phim nè, không có pin, không có RS, các bạn phải gắn thêm vô mới bay được nha các bạn. Đó, nó là như thế. Thì con này mình mua cũ thôi, thì lâu lâu mới được một con ngon nha các bạn. Các bạn thấy không? Nhìn nó còn khá là mới nữa nè, khá đẹp luôn nè. Thì con này như mình đã nói, nếu các bạn ráp mới tầm khoảng 5 triệu. Đó, nếu mà mua cũ thì nó sẽ rẻ hơn nha các bạn, nó sẽ ngon hơn. Thì một số bạn hỏi mình là cái con watch á, thường thường nó bay bao nhiêu phút cũng như là khoảng cách điều khiển bao xa. Thì nó cũng tùy thuộc vào pin của các bạn cũng như là cái RX và tay điều khiển của các bạn nữa. Nếu các bạn bay pin 1550 á, mà bay tốc độ bạo lực này kia tầm khoảng 3 phút là hết pin rồi các bạn. Nếu các bạn bay tàn tàn á, thì 4-5 phút. Còn nếu các bạn bay lâu nữa thì các bạn có thể dùng pin 2300 hoặc là 1800 chẳng hạn, nó nặng hơn thì dung lượng cao hơn thì nó sẽ bay lâu hơn. Còn điều khiển á, thì cũng tùy thuộc vào cái tay điều khiển của các bạn đó. Nếu các bạn sử dụng tay điều khiển Quick 7 với DM cộng á, mà bay trên cao á nha, thì tầm khoảng 700-800m còn lành. Nếu bay thấp thì 300-400m này các bạn. Đó, còn muốn bay xa nữa thì các bạn chơi tay bớt của mình á, micro đó, tầm khoảng là khoảng 2 km ngon lành nha các bạn. Đó, thì nói chung là nó cũng tùy thuộc vào điều kiện của các bạn đó. Nếu các bạn có tiền nhiều thì sắm những cái đồ chơi xịn thì nó sẽ bay xa và bay lâu thôi. Đó, thì đại khái là như thế thôi các bạn. Đó, cánh thì cánh của nó luôn nha các bạn, mình mua cũ thì nó có sẵn vậy luôn. Đó, nó có tặng kèm cho mình hai cái motor nữa các bạn, cũng như là cánh dự phòng nữa. Lâu lâu đồ con cũ khá là ngon nha các bạn. Thì các bạn thấy đó, hôm trước mình đã từng mua một con cũ nhưng mà bị thất bại hoàn toàn các bạn, nó bị lỗi quá chừng luôn. Đó, nhưng mà lần này thành công nha các bạn. Đó, thì đại khái như thế thôi. Thì bây giờ mình sẽ bay FPV quay phim để cho các bạn xem nha. Các bạn xem sẽ là camera Forza Box 2 nha. Ok, thì bây giờ sẽ tiến hành bay FPV nha. Bay chế độ FPV xem như thế nào nha các bạn. Đó, thì mình bay chế độ Acro nha. Đó, thì bây giờ sẽ khởi động nè. Lên. Đó, thì trước tiên thì mình sẽ bay cái xung quanh cái nhà văn hóa thử xem như thế nào nha các bạn. Thì một số anh em nói cái VTS T-Bus nó rất là ngon các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ vô cái khúc cua gọi là quanh co nhất nè các bạn. Đó, ok, ngon lành nha các bạn. Đó, sóng VTS vẫn còn ok, nói chung khá là ngon các bạn ơi. Đó, thì cái con này là lần đầu tiên mình bay nha các bạn, cho nên là mình chưa có thành thục lắm, nói chung là chưa có hiểu nó lắm các bạn, chỉ bay test cho các bạn xem chơi thôi. Đó, các bạn thấy không, bay cũng khá là ngon nha. Thì hiện tại mình đang bay RX SM cộng nha các bạn. Khuất nhà thì cái kiểu nó cũng còn ok. Đó, lâu lâu chúng cái RX hên nữa các bạn, ngon nữa, nói chung là khá là ổn luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành chui lỗ các kiểu để mà tập làm quen với con watch mới này các bạn. Chui vậy nè, ngon lành nha các bạn. Đó, nói chung là cái độ nhạy con này thì nó cũng khá là nhạy các bạn. Lái nó thì cũng chưa có quen lắm các bạn, chắc có lẽ là phải lái chừng khoảng là 10 lần, mười mấy lần nữa nó mới ok các bạn. Santo nữa rồi. Ở sau lưng này nó có cái hàng rào nha các bạn, cho nên là mình không dám gọi là làm cho nó mượt lắm, tại vì cũng chưa có gành các bạn. Bay test cho các bạn xem chơi thôi. Đó, các bạn thấy không? Cũng ngon lành như ai nữa các bạn. Đó, chút xíu thì mình sẽ chui cái lỗ bên phải cho các bạn xem nha. Đó, Santo lần nữa rồi. Nói chung là sợ dính cái hàng rào đó các bạn, cho nên là không có dám hạ thấp. Nói chung là như thế cũng tạm ok các bạn. Đó, nhìn chung thì con watch này mình bay cũng khá là ok. Wow. Chưa có quen các bạn ơi. Đó, chút xíu thì mình sẽ thử một phát xem sao nha. Đó, cái lỗ này dây điện nó cũng hơi nhiều nha các bạn. Đó, cho nên là mình cũng không có dám mạo hiểm lắm. Chút xíu này để lấy tinh thần vững các bạn. Santo gì đó. Nhìn chung con này nó bay không có rung lắm các bạn, nó chỉ lột, nó chỉ rung nhẹ thôi chứ nó không có yellow các bạn. Yellow là rất là khó chịu. Con này quay phim cũng còn khá là mượt luôn nè. Đó, bạn thấy không? Ngon lành nha các bạn. Nếu mà các bạn bay một con watch bất kỳ nào mà thành thục nó rồi á, hiểu được nó rồi á, thì các bạn bay rất là mượt luôn. Còn các bạn lần đầu tiên bay con mới thì nó khó mượt các bạn. Các bạn thấy không? Nãy giờ mình bay đó, nó không có quen lắm các bạn thấy không? Santo ngược một lần thôi là nó hút luôn nè, bắt buộc phải vô lại nè. Nói chung là cũng hơi khó cho người mới bắt đầu nha các bạn. Thì người mới bắt đầu thì mình khuyên các bạn chơi những size có vòng bảo vệ micro thôi, không nên bay những con xe lớn 5 inch như thế này, tại vì nó rất là nguy hiểm nha các bạn. Ở nãy giờ các bạn thấy mình bay đó thì cũng không có mượt lắm các bạn, tại vì mình bay cũng thuộc dạng là chung cho vui thôi. Với lại con watch này mình mới bay lần đầu đó, cho nên là mình không có quen tay cho lắm các bạn. Các bạn thấy không, RX SM cộng có khi nó mất sóng khơi nữa các bạn, nhưng mà cái RX của mình đó thì bay, các bạn thấy không,
ra tới ngoài này luôn, gọi là bay sau lưng đó nha, sóng vẫn còn tốt nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành bay vô bên trong để mà Santo có lỗ thử nha các bạn. Giật vài vòng ngoài này lấy tinh thần ở đây. Nếu thành công là ngon lành, còn không thì coi như ăn cám nha các bạn. Yeah, khá là phê các bạn ơi. Rồi ok, chuẩn bị tinh thần nha, lộn vòng lấy tinh thần đi. Ok ok, chuẩn bị vô nè. Đó thì nếu mà mình bay thành thục con quách đó, thì mình sẽ lộn cái này ok nha các bạn. Còn không thì nè. Thất bại các bạn ơi. Đợi khởi động lên nè, làm lại cái phát nữa ơi. Đó, nếu mà con quách bình thường của mình bay quen rồi thì mình lộn cái này bình thường nha các bạn. Nhưng lại con quách này mới quá cho nên là mình làm không có ngon lắm, không có mượt lắm. Lộn nha. Vô, ok, thành công rồi các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Cũng khá là ngon lành nha. Trong đó nó có hai sợi dây điện các bạn, sợ chúng cũng ăn cám luôn. Đó, các bạn thấy không? Hai sợi dây điện nè. Đó, thì khi nào bay rành thì mình sẽ lộn ở đây nhiều vòng cho các bạn xem chơi nha. Ok, thì mình test FPV như thế là cũng ok các bạn. Nói chung con này bay khá là ngon, khá là nhạy luôn. Đó, ok, ngon lành nha các bạn. Thì mình sẽ tạm ngưng video ở đây nha các bạn. Đó, nếu thấy hay thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình nha. Đó, ok, thì mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Thì các bạn muốn tìm hiểu về drone FPV cũng như là Quad Racing này cái kiểu á, các bạn hãy tham gia cái nhóm Flycam and Quad Racing của mình trên Facebook đi. Đó, các bạn muốn hỏi cái gì, mua cái gì thì nhắn tin trong nhóm đó, sẽ có rất là nhiều người bán cũng như là trả lời cho các bạn nha. Đó, ok, thì tạm ngưng video ở đây nha các bạn. Bye bye tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye.